Chào. Chắc là thời điểm này thì khá là nhiều bạn đang chuẩn bị đề thi B1. Thế thì bài thi nói và bài thi viết luôn là hai cái vấn đề khiến các bạn đau đầu, bởi vì không biết phải nghĩ ý như thế nào. Hầu hết các bạn học hai kỹ năng này thì đều là kiểu viết ý ra giấy, viết một cả hoặc là viết cả bài ra giấy, thế xong rồi học thuộc đúng không? Nhưng mà mình nghĩ hai cách làm này nó không được hiệu quả cho lắm, bởi vì cái này khác gì học tủ đâu. Thế thì hy vọng là trong video này mình có thể hướng dẫn cho các bạn cách khai triển ý làm sao để cho bài viết, bài nói của mình được trôi chảy hơn. Video hôm nay sẽ là khai triển ý tương đương với task 5 của bài thi nói và task 5 của bài thi viết. Và chủ đề mình lấy hôm nay sẽ là một cái chủ đề hướng họa thôi. German Musik anmachen während des Lernens. Nhưng bây giờ thì intro đã. Chủ đề này thì nếu như bạn nào theo dõi Insta của mình thì bạn cũng đã thấy được một cái bài post liên quan đến nó rồi. Bài post này là mình lấy nguồn từ một bài báo bằng tiếng Đức, mình có cắt gọn đi một tí để cho ngôn ngữ nó không bị khó quá và cũng không bị dài quá so với các bạn. Thì mình cũng sẽ lấy ý của bài báo này để làm cơ sở cho bài viết của mình ngày hôm nay. Thế thì mình sẽ viết tạm cái ý của mình ra cái phần editor này nhá. German während des Lernens Musik anmachen. Thì một cái đề bài như thế này có thể là cả thi nói và thi viết đi. Thì đầu tiên nếu mà mình bàn về thi nói trước của mình nói thì mình sẽ khai triển được cho nó kỹ càng hơn. Bài sprechen đầu tiên thì mình sẽ phải nói persönliche Erfahrung. Bản thân mình thì mình đã mehrmals là nhiều lần Musik angemacht während Lernens. Thì ghi nháp thì mình cũng không cần phải ghi đầy đủ làm gì. Nhiều lần mình cũng mở nhạc trong khi học rồi, nhưng mà không phải lúc nào cũng có kết quả, không phải lúc nào nó cũng hiệu quả. Nicht immer hilft die Musik mir bei Lernen. Situation in Heimatland. Thì cái này thường là cái phần mà các bạn hay bị kiểu bí, tại vì tình hình ở trong nước, tình hình ở quê hương tôi thì thế này nó cũng khá là rộng ấy, chỉ liên quan đến việc học thôi ấy. Thì bạn có thể không cần nói về cả một đất nước vì cái phạm vi này quá là rộng, bạn có thể nói về thành phố tôi cũng được, hoặc là những người tôi quen, những bạn trẻ bằng tuổi tôi, mình có thể nói kiểu nói lái thế như thế một tí nữa, nhưng mà mình kiểu không tự tin về cái kiến thức của mình. Nhưng mà thật ra thì người ta cũng chả kiểm tra kiến thức của mình đâu, người ta chỉ kiểm tra tiếng Đức của mình thôi mà. Thì về cái câu dẫn situation này mình có thể gợi ý là so sieht die Situation bei meinen Bekannten aus những người quen của tôi, hay là bei den Leuten bei meinen gleichaltrigen. Đây là một từ hơi khó, nghĩa là với những người bằng tuổi tôi. Còn nếu không, bạn cũng có thể nói là in meinem Heimatland, in meiner Heimatstadt đều được. In meiner Heimatstadt. Còn hai cái này là mình gợi ý thêm nếu như bạn muốn nói kỹ hơn. Hai chấm này, sau đấy bạn có thể nói một câu mới luôn.
Leute machen gerne ihre Lieblingsmusik an, während sie lernen. Während sie lernen, egal ob für Prüfung oder als eine normale Lernsession. Cho dù là học thi hay là để học như là một buổi tối học bình thường thì người ta cũng bật nhạc lên. Thì có thể, nếu mà bạn tự tin thì có thể nói thế là das ist ein Trend bei der heutigen Generation, với thế hệ ngày nay. Thế xong Situation rồi, mình sẽ nói về Vor- và Nachteile. Es gibt einige Vorteile bei diesem Thema. Der erste ist, einige Musik hilft bei der Konzentration. Einige Musik verschafft eine Stimmung, die zum Lernen ideal ist. Mình mới cái ý concentration này mình có thể đề thêm là bởi vì thì mình sẽ dùng vai hoặc là da, thì da ít dùng hơn, ít người dùng hơn, ít người biết hơn, cho nên mình sẽ dùng vận da cho nó độc lạ. Die Melodie. Melodie là giai điệu, tức là thuộc trong trường từ vựng của âm nhạc. Cái gì nhỉ? Hoạt động của não. Die Gehirnleistung fördern, hỗ trợ, fördert. Ngoài ra thì Lieblingsmusik, Lieblingslieder in Pause là một nguồn động lực, motivation. Thế còn Nachteil thì phải nói thật là bây giờ hiếm khi mình nghe nhạc trong khi học nữa, bởi vì học bây giờ toàn phải tập trung ấy, mà nghe nhạc thì mình sẽ bị phân tán. Einige Musik lenken die Gedanken ab. Chắc là nên nói rằng einige Musikarten, và loại nhạc, lenken die Gedanken ab, thì cái động từ ablenken này có nghĩa là làm phân tán, làm mất tập trung. Gedanken này là suy nghĩ. Thế bây giờ thì thật ra nói là một cái Nachteil này là mình bí rồi đấy, tại vì hầu hết là nghe nhạc trong khi làm bài thì chỉ có một cái tác hại là làm mất tập trung thôi, đúng không? Thì bây giờ mình có thể đi sâu hơn một chút, mình có thể khai triển cái ý làm mất tập trung này kỹ hơn so với cái Vorteile này. Không nhất thiết là Vorteile có 3 thì Nachteile mình cũng phải có 3, nếu như mà mình không nghĩ ra gì cả. Thế nhưng mà ít nhất thì cái độ dài của hai đoạn nó nên tương đương nhau. Zum Beispiel Rock Musik, nhạc rock này, hay là nhạc Lieder über Liebeskummer đấy. Thì cái cụm này cũng có ở trong bài post Insta của mình rồi, über Liebeskummer. Liebeskummer nghĩa là thất tình đấy, Kummer là nỗi buồn, còn Lieber là tình yêu thì các bạn biết rồi. Mình cũng có thể nói luôn một cái ý kiến cá nhân của mình, đâu có tội gì đâu, đúng không? Ich kann mir nicht vorstellen. Cái cụm này có nghĩa là tưởng tượng. Thì các bạn chú ý là nếu mà muốn dùng tưởng tượng thì phải là mir, phải có phản thân là mir ở cách 3 nhé. Chứ còn nếu mà chỉ vorstellen không mà không có phản thân thì có nghĩa là giới thiệu. Ich stelle meine Freundin vor, tôi giới thiệu bạn gái của tôi. Thì khác với ich stelle mir meine Freundin vor, có nghĩa là tôi tự tưởng tượng ra bạn gái của tôi. Hai cái đấy khác hẳn nhau nhé, chú ý. Wie man so Mathematik lernen kann mit tôi không thể tưởng tượng là tại sao người ta lại có thể làm thế nào người ta lại có thể học toán được với nhạc Blackpink ở Hintergrund được. Mit Blackpink's music in Hintergrund. Kiểu đang học mà cứ đu 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 thì cũng hơi khó để mà tập trung, đúng không? Mình có thể bịa thêm một cái nữa, đấy là khi mà nghe nhạc quá nhiều mà lại còn nghe bằng tai nghe thì nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mình sẽ bị kiểu đau đầu và bị hơi choáng một tí nếu mà nghe lâu hạn, vì cái tai nghe nó cũng bí mà. Zu lange hört. Nên zu lange mit Kopfhörer. Kopfhörer là tai nghe.
Musik hört Kopfschmerzen und im schlimmsten Fall, in những trường hợp tệ nhất, im schlimmsten Fall. Kết thôi, nếu đoạn này thì phải kết thôi. Meinung thì cái mà mình cần phải lưu ý cho các bạn là để kết bài ấy, các bạn nên chú ý nếu như mà bạn nói for trước sau đấy đến nach, nhưng mà kết bài bạn lại nghiêng về for, thì các bạn ở kết bài nên có thêm một chữ trotzdem vào, tức là ưu điểm của nó như thế này, sau đấy tôi lại nói về nhược điểm. Thế nhưng mà kết bài mặc dù nó có những cái nhược điểm như thế, nhưng mà tôi vẫn theo ý kiến là nên nghe nhạc. Thế còn nếu như các bạn for trước rồi đến nach, nhưng mà kết bài lại ở nach, thì các bạn cũng không cần phải có trotzdem, các bạn có thể deshalb, thì cái đấy không có vấn đề gì, không phải bàn cãi gì. Meinung là passende Musik auswählen. Stücke đi, Stücke. Thì cái này nó giống như là bản nhạc ấy, chứ không phải là bài nhạc. Musikstücke auswählen. Then the cái lợi ích của nó, the Vorteil des Musikhörens. Hörens nhé. Wissenschaftlich nachgewiesen sind. Tôi vẫn nghĩ là nên nghe nhạc trong khi học, chỉ có để vấn đề là nên chọn những cái bản nhạc phù hợp thôi, bởi vì những cái lợi ích của việc nghe nhạc thì đã được wissenschaftlich nachgewiesen, đã được chứng minh một cách khoa học rồi. Đó, thế thì dựa trên một cái nền như thế này, một cái xương bài như thế này, để mình thử xem mình có nói được luôn ngay tại chỗ như thế này nhé. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich über das Thema Soll man während des Lernens Musik anmachen sprechen? Genau. Als erstes meine persönliche Erfahrung mit dem Thema. Ich persönlich habe auch mehrmals Musik angemacht, während ich lerne. Dabei habe ich gemerkt, dass die Musik mir nicht immer hilft beim Lernen. Genau. Manchmal bin ich davon abgelenkt, manchmal kann ich davon auch profitieren, indem ich schneller lerne. Es ist unterschiedlich. Und wie sieht es aus in meinem Heimatland oder bei den anderen jungen Leuten in meinem Alter? Ich glaube, viele Leute meines Alters machen auch das Gleiche wie ich. Ob es eine normale Lernsession ist oder ob sie für die Prüfung lernen, ist es egal, und ihre Auswahl an Musik ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist ein Trend der heutigen Generation. Sie arbeiten gerne mit Musik im Hintergrund. Es gibt bei diesem Problem einige Vorteile. Den ersten Vorteil sehe ich darin, dass die Musik bei der Konzentration hilft, da einige Melodie und einige Rhythmen die Gehirnleistung auch gut fördert. Nicht fordert. Außerdem verschärfen auch einige Musikarten eine passende Stimmung, die für das Lernen ideal geeignet ist. Der dritte Vorteil ist, glaube ich, in den Pausen, wenn man seine Lieblingslieder hört und ein bisschen sich entspannt damit, wird es zur Motivation für die nächsten Lernsessions. Genau. Und für die Nachteile, ich glaube, den ersten Nachteil habe ich auch bereits erwähnt an dem Anfang dieses Vortrages. Einige Musikarten sind besonders stark ablenkend. Zum Beispiel Rockmusik oder Lieder über Liebeskummer. Also Lieder generell, wenn der Text da ist, finde ich besonders ablenkend. Ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie man lernen kann, während Blackpinks Musik im Hintergrund spielt. Zweitens, wenn man so lange mit dem Kopfhörer Musik hört, kann das zu Kopfschmerzen führen und im schlimmen Fällen auch Schwindel. Also dauernd Musik hören, besonders mit dem Kopfhörer, ist auch nicht so gesundheitsfördernd. Ja, zum Schluss möchte ich meine persönliche Meinung zum Thema äußern. Ich glaube trotzdem, dass man Musik beim Lernen immer noch hören kann und sollte, wenn das seine Vorliebe ist. Und auch, weil die Vorteile des Musikhörens auch wissenschaftlich schon nachgewiesen sind. Man muss nur darauf achten, dass man die korrekte Musik auswählt, damit sie nicht zu stark ablenkt. Na, thì cơ bản là như thế.
Đột nhiên nói thế mình cũng hơi bị kiểu khớp cũng ầm nhiều phết, nhưng mà nói tiếng Việt mình còn ầm nữa là ok. Thế thì bây giờ để rút gọn cái bài nói vừa rồi lại thành bài viết thì mình sẽ viết như thế nào? Bài viết tiếng Đức thì chỉ được tối đa là 80 chữ rồi đúng không? Cái đầu tiên lúc nào cũng phải là giới thiệu về chủ đề này. Das Thema rồi man Musik während des Lernens anmachen. Hat mich immer interessiert, lúc nào cũng làm tôi thấy thú vị. Weshalb ich gern meine Meinung dazu äußern will. Thì cái weshalb này nó cũng giống như từ deshalb thôi, nhưng mà nếu như deshalb thì cộng với một câu bình thường, tức là ngay sau deshalb phải có động từ, thì weshalb nó sẽ là một câu relative, có nghĩa là động từ để ở cuối như thế này. Nói thì bạn nào mà tự tin thì có thể dùng vế này, có thể dùng loại câu này. Đầu tiên thì mình có thể nói về nát luôn, vì ở bài viết thì không cần nói về persönliche Erfahrung. Phó thai đầu tiên thì mình cứ nhìn lên trên thôi. Hilft bei der Konzentration đúng không? Thế này mình copy luôn câu này cũng được ấy. Einige Musik hilft bei der Konzentration, da die Melodie die Gehirnleistung fördert. Sau đấy câu thứ hai, einige Musik verschafft eine Stimmung, die zum Lernen ideal ist. Thì câu này cần phải sửa lại một tí để cho nó không giống như câu trên. Gì thôi cũng được. Die zum Lernen ideal ist. Außerdem entspannt man sich, người ta cũng thư giãn, wenn man in den Pausen seine Lieblingslieder hört. Der anderen Seite. Về mặt khác, thì về mặt khác thì music cũng có thể uplinking, làm mất tập trung. Thôi không có khan kia gì nữa, nhiều khan quá. Linken einige Musik Genre. Genre này có nghĩa là thể loại, vài thể loại nhạc cũng làm mất tập trung, ví dụ như là góc music neben zu den neben cái effect về những cái tác dụng phụ của việc nghe nhạc. Kopfschmerzen, Schwindel, wenn man zu lange Kopfhörer trägt, khi mà người ta đeo tai nghe quá lâu. Schlussendlich này là một từ để kết bài, thì nó cũng giống như là zum Schluss thôi, nhưng mà nghe nó hay hơn. Bin ich der Meinung, là người ta nên chọn những cái bài nhạc phù hợp. Musikstücke auswählen sollte, wenn man effektiv damit lernen will. Không biết được bao nhiêu từ đây. Chín bảy từ hơi bị dài rồi. Bây giờ phải sửa đi một tí. Einige Musik hilft bei der Konzentration, die verschafft eine Stimmung. Ê, phần mình cắt phần này. Die verschafft eine ideale Stimmung, da die Gehirnleistung fordert, und eine ideale Stimmung verschafft. Rồi.
Thế là mình kết hợp được hai câu lại thành một. Ngoài ra, Entspann man sich, wenn man in den Pausen seine Lieblingslieder hört. Thì câu này bình thường mọi người sẽ hay viết là kiểu kann man sich entspannen, đúng không? Nhưng mà ở những cái bài viết như thế này thì hầu hết là không cần đến, không cần dùng modal verb nhiều như thế đâu. Tiếng Việt mình hay nói là nhờ có nghe nhạc và tôi có thể làm như này, tôi có thể làm như kia. Nhưng mà tiếng Đức ấy thì nhiều trường hợp không cần phải dùng đến kann hay là muss đâu. Nghe cái có thể đấy nhiều quá, nó bài viết nó cũng kiểu bị thừa thãi ra ấy. Außerdem entspannt man sich này, auf der anderen Seite. Thế thì cắt cái này lại thành andererseits. Andererseits. Zum Beispiel Rockmusik für den Nebeneffekt zählen. Không cần davon erzählen. Auch Kopfschmerzen und Kopfschmerzen cũng được. Zählt auch Kopfschmerzen. Wenn man zu lange này có thể nói thành dauernd. Tức là khi mà người ta nghe quá lâu, cái tính từ này có nghĩa là quá lâu thôi, cũng giống như là zu lange. Schlussendlich bin ich der Meinung. Mình có thể nói ngọn lại thành Schlussendlich finde ich cũng được. Hoặc là meine ich cũng được, tôi cho rằng meine ich nghe hay hơn. Dass man passende Musikstücke auswählen sollte. Chỗ này thì nên, bởi vì ý kiến của mình mà. Chỗ này thì nên là có chữ sollte. Wenn man effektiv damit lernen will. Mình có thể sửa lại chỗ này thành effektiv zu arbeiten, để có thể làm việc hiệu quả. Rồi, để xem 83 từ. 83 từ được rồi, quá đẹp rồi. Đó, thế thì đây là đoạn văn mẫu của mình về cái chủ đề này và cách xử lý của mình với đề bài này. Thì cái đề bài này là một cái đề bài khó để có thể ra được trong một kỳ thi. Nó, mình nói thẳng luôn là khó xuất hiện. Thường thì trong đề kỳ thi người ta sẽ ra những cái chủ đề mà nó mang tính chất xã hội hơn, kiểu như là autofreies Stadtzentrum hay là những cái gì đấy tương tự như thế. Nhưng mà ý của mình chủ ý là muốn thế, bởi vì mình không muốn chữa một cái đề đấy cho các bạn nếu các bạn kiểu cứ học thuộc thế rồi đi thi là xong ấy. Mình hy vọng là qua bài này thì các bạn có thể học được của mình một số những cái mẫu câu hay ho, một cái những cái từ hay ho, và hơn hết là cách tư duy, cách xử lý làm sao để cho mình viết được một bài viết cũng như là mình nói được một bài nói cho nó thật là trôi chảy, thật là tốt. Ok, nếu có vấn đề, có câu hỏi gì thì đừng ngại liên lạc với mình. Chúc các bạn thi tốt, và bạn nào mà chưa thi thì chúc các bạn ổn tốt. Thế nha, bye.